Xin chào tất cả các bạn khán giả thân mến của dự báo thời tiết VTV. Hãy cùng Hoa Quỳnh cập nhật những cái thông tin thời tiết đáng chú ý trên cả nước các bạn nhé. Rất vui vì gặp lại các bạn trong livestream này và Hoa Quỳnh đã có trong tay những cái thông tin thời tiết đáng chú ý rồi. Bây giờ chỉ chờ các bạn vào thêm một chút nữa thì Hoa Quỳnh sẽ gửi tới các bạn những cái thông tin dự báo cụ thể cho từng vùng miền. Sau đó thì những câu hỏi của các bạn thì Hoa Quỳnh sẽ trả lời thật là cụ thể và có thể các bạn có những cái kế hoạch xa thì cũng có thể hỏi Hoa Quỳnh về thời tiết ở các điểm mà các bạn cần hỏi nhé. Xin chào Doãn Lộc ạ, Lê Văn Tuấn, Nguyễn Ngọc Hơn ạ. Xin chào tất cả các bạn khán giả thân thiết của dự báo thời tiết VTV. Xin chào Thanh Xuân Đỗ ạ. Trung Trang, Văn Minh Chu, Lê Minh Hiệp, xin chào tất cả các bạn. Trinh Chi, xin chào bạn. Không để các bạn chờ lâu thêm nữa thì bây giờ Hoa Quỳnh sẽ gửi tới những cái thông tin thời tiết đáng chú ý. Và thời tiết đáng chú ý đó là ở khu vực miền Bắc và miền Trung sẽ vẫn tiếp tục duy trì mức nhiệt nắng nóng và nhiệt cao các bạn nhé. Không chỉ trong ngày mai đâu mà trong cả tuần này thì cái mức nhiệt cao và nắng nóng sẽ vẫn còn tiếp tục duy trì ở miền Bắc cũng như là miền Trung và đặc biệt là ở khu vực miền Trung. Thì khả năng là phải sang tuần sau mới có thể là chấm dứt nắng nóng và trời chuyển mưa. Còn đối với khu vực miền Bắc thì mức nhiệt cao và nắng nóng sẽ còn kéo dài trong khoảng 3 ngày nữa các bạn nhé. Sau đó thì có mưa xuất hiện về chiều tối và đêm sẽ làm cho không khí dịu bớt và có thể là nắng nóng sẽ chấm dứt ở khu vực miền Bắc. Đó là những cái thông tin dự báo xa một chút. Còn ngay trong ngày mai thì ở miền Trung là cái nơi mà nắng nóng nhất trên cả nước ạ. Ngày mai thì nhiệt độ cao nhất có thể nói đến như là Hà Tĩnh hay là Đông Hà với cái mức nhiệt có thể lên là 39 độ các bạn nhé. Bạn nào mà ở Hà Tĩnh hay là Đông Hà của Quảng Trị thì có thể lưu ý là ngày mai thì nhiệt độ ở đây sẽ rất là cao, lên mức là 39 độ. Còn các nơi khác như là các thành phố Thanh Hóa, Vinh này, Huế hay là Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Tuy Hòa thì nhiệt độ cũng sẽ vẫn ở mức cao nhưng mà không quá cao như là ở không quá cao như là ở Hà Tĩnh hay là Đông Hà với mức nhiệt là 36 đến 38 độ. Đó là những cái nơi nhiệt độ, thành phố nhiệt độ cao ở khu vực miền Trung trong ngày mai các bạn cần phải lưu ý nhé. Còn đối với khu vực miền Bắc thì nhiệt độ cao nhất ngày mai tại thủ đô Hà Nội và các thành phố khác sẽ phổ biến trong khoảng là từ 35 đến 38 độ ạ. Trời vẫn sẽ tiếp tục nắng mạnh, nhiệt cao và chỉ có một số nơi ở miền Bắc như là Điện Biên hay là Sơn La thì nhiệt độ sẽ dịu hơn ở mức là 32 đến 34 độ. Còn các nơi khác ở khu vực miền Bắc thì sẽ tiếp tục duy trì cái chuỗi ngày nắng mạnh, nhiệt cao và nhiệt độ phổ biến trong khoảng là từ 35 đến 38 độ nhé. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì dự báo là từ sáng cho đến khoảng 3 giờ chiều mai thì trời cũng nắng nhiều ạ. Và một số nơi ở khu vực Nam Bộ như là thành phố Hồ Chí Minh hay là Cần Thơ và các nơi khác thì nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng là từ 32 đến 34 độ. Còn riêng với Biên Hòa thì sẽ chạm ngưỡng nắng nóng là 35 độ. Các nơi khác ở khu vực Tây Nguyên, các thành phố ở khu vực Tây Nguyên thì nhờ lợi thế địa hình cao cho nên là từ sáng cho đến 3 giờ chiều mai thì trời cũng có nắng nhưng mà không quá nóng với mức nhiệt cao nhất tại các thành phố ở khu vực Tây Nguyên sẽ không vượt quá 31 độ. Về chiều tối thì dự báo là mây dông lại kéo đến và gây mưa cho cả hai khu vực này. Tuy nhiên là với ngày mai thì hai khu vực này có mưa nhưng mà sẽ mưa trên diện là không nhiều các bạn nhé. Và với lượng cũng không lớn, chỉ có ít những cái điểm mà mưa vừa mưa to thôi ạ. Nhưng mà chúng ta vẫn cần phải đề phòng với cái tình trạng như là sấm sét hay là dông lốc nguy hiểm. Đó là những cái thông tin dự báo thời tiết về các vùng miền mà Hoa Quỳnh vừa gửi tới các bạn. Còn bây giờ thì Hoa Quỳnh sẽ xem câu hỏi của các bạn về các tỉnh thành nào thì Hoa Quỳnh sẽ trả lời về thời tiết nhé. Đã có rất nhiều bạn hỏi Hoa Quỳnh về thời tiết đây rồi ạ. Và câu hỏi đầu tiên mà Hoa Quỳnh nhìn thấy đó là của bạn Đông Sơn, một bạn khán giả hỏi thời tiết ở Bắc Cạn ạ. Dự báo là ở Bắc Cạn thì trong đêm nay trời sẽ không mưa và ngày mai trời có nắng bạn nhé. Nhiệt độ cao nhất ngày mai tại Bắc Cạn sẽ là 36 độ, trời nắng nóng.
bạn khán giả Thanh Xuân Đỗ thì có hỏi thời tiết ở Bắc Ninh như thế nào. Ở Bắc Ninh thì dự báo là trong đêm nay thì không mưa và ngày mai thì trời còn nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao nhất là 37 độ. Và mức nhiệt cao này sẽ duy trì trong khoảng là từ khoảng giữa trưa cho đến đầu giờ chiều bạn nhé. Mức nhiệt là 37 độ ạ. Lê Văn Tuấn ạ, một bạn khán giả ở Hà Nam. Thời tiết ở Hà Nam cũng sẽ cùng chung cái xu hướng thời tiết ở khu vực miền Bắc, đó là tiếp tục nắng nóng và nhiệt cao. Sang đến ngày mai thì Hà Nam sẽ có thể lên tới là 38 độ cơ ạ. Mức nhiệt rất là cao, và cái mức nhiệt 38 độ này thì có thể kể đến như là ngoài Hà Nam ra thì còn có thể nói đến như là Nam Định này, Hưng Yên này. Đó, Nam Định, Hưng Yên, Hà Nam là những nơi mà dự báo là nhiệt độ ngày mai sẽ cao nhất khu vực miền Bắc đấy ạ. Những cái nơi này thì sẽ có cái mức nhiệt dự báo là 38 độ. Còn các nơi khác mà có mức nhiệt dự báo thấp hơn một chút là 37 độ như là Thái Nguyên, Tuyên Quang hay là với thủ đô Hà Nội của chúng ta thì dự báo là ngày mai cũng có thể lên cái mức nhiệt là 37 độ nhá. Ngoài ra thì ở thủ đô Hà Nội chúng ta sẽ cảm thấy nóng hơn vì là cái hiệu ứng đô thị ở thủ đô Hà Nội sẽ khiến cho cảm giác của chúng ta sẽ cảm thấy là nóng hơn rất là nhiều. Mức nhiệt 37 độ này thì cảm nhận thực tế của chúng ta còn có thể cộng thêm 5 đến 7 độ nữa nếu mà chúng ta ở ngoài trời trong khoảng giữa trưa và đầu giờ chiều nhé. Mia xinh gái thì có hỏi thời tiết ở Bắc Ninh. Như Hoa Quỳnh đã vừa dự báo là ở khu vực Bắc Ninh thì ngày mai sẽ có nắng nóng và nhiệt cao với mức nhiệt là 37 độ. Bà ngoại bông ạ, một bạn một khán giả ở thủ đô Hà Nội có hỏi thời tiết ở thủ đô Hà Nội ngày mai như thế nào. Vâng ạ, dự báo ngày mai thì Hà Nội sẽ tiếp tục cái chuỗi ngày nắng nóng và nhiệt cao. Nhiệt độ cao nhất ngày mai tại thủ đô Hà Nội sẽ khoảng là 37 độ. Tuy nhiên một chút lưu ý là trong tối và đêm nay thì thủ đô Hà Nội sẽ có thể là xuất hiện mưa rào như những ngày trước. Vâng ạ, một hai ngày trước thì Hoa Quỳnh cũng thấy là ở thủ đô Hà Nội của chúng ta đã xuất hiện những cái cơn mưa rào rất là bất chợt, và có lúc là có mưa lượng khá nữa cơ. Sau đó đến ngày mai thì mưa sẽ giảm hẳn và trời sẽ chuyển nắng nhiều. Ngày mai thì thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục nắng nóng với mức nhiệt là 37 độ ạ. Khán giả Đỗ Thế Huy ạ, thử hỏi thời tiết ở Hải Phòng. Dự báo là ở Hải Phòng ngày mai thì sẽ không hoàn toàn là không mưa và có nắng. Nhưng mà ở Hải Phòng thì sẽ có một cái lợi thế là nằm ở gần biển, cho nên là chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn những nơi khác ở trong sâu trong đất liền. Nhiệt độ ngày mai cao nhất tại Hải Phòng khoảng là 35 độ. Xin chào Đào Hải, Thủy Tiên Triệu ạ. Nguyễn Anh Hải Nam, một bạn khán giả ở Lâm Đồng. Vâng ạ, dự báo là thời tiết ở Lâm Đồng thì sẽ tiếp tục là có mưa xuất hiện về buổi chiều tối mai đấy ạ. Anh có thể là cân nhắc cái lịch trình công việc của mình cho phù hợp vì mưa sẽ vẫn tiếp tục là xuất hiện về chiều tối ngày mai. Còn từ sáng cho đến chiều, đến khoảng 15 giờ chiều thì trời sẽ nắng và nhiệt độ cao nhất ngày mai tại đây khoảng là 24 độ. Thì thời tiết khá là dễ chịu ạ. Đặng Quang Viên ạ, một khán giả ở Tuyên Quang. Dự báo là thời tiết Tuyên Quang thì ngày mai cũng cùng chung với xu hướng là nắng nóng như ở khu vực miền Bắc. Và nhiệt độ ngày mai tại Tuyên Quang có thể lên là 37 độ. Thời tiết nắng nóng sẽ kéo dài trong vài ngày tới ở khu vực miền Bắc. Bây giờ Hoa Quỳnh sẽ xem một chút về thời tiết ở khu vực miền Bắc. Vâng ạ, dự báo là khoảng là ngày 14. Ngày 14 thì ở miền Bắc sẽ giảm nóng rồi vì sẽ có xuất hiện những cái cơn mưa về chiều tối và đêm. Mưa sẽ xuất hiện ở nhiều nơi nhé các bạn nhé. Và nhiệt độ sẽ giảm đôi chút
Vẫn có những cái điểm nắng nóng nhưng mà không còn quá gay gắt như những ngày trước nữa. Đó là ngày 14 tháng 7 ạ. Sang đến ngày 15 tháng 7 thì nắng nóng ở khu vực miền Bắc mới giảm và nhiệt độ sẽ duy trì trong khoảng là từ 33 đến 34 độ do là xuất hiện những cái cơn mưa về chiều tối và đêm ạ. Những ngày sau đó ở khu vực miền Bắc thì cũng sẽ tiếp tục có mưa về chiều tối và đêm các bạn nhé. Đó, từ ngày 14 tháng 7 cho đến ngày 18 tháng 7 là dự báo ở miền Bắc sẽ tiếp liên tục là xuất hiện những cái cơn mưa về đêm và sáng sớm và chiều muộn. Cho nên là ban ngày cũng vì thế mà ban ngày sẽ cái mức nhiệt nó sẽ giảm đôi chút và nhiệt độ sẽ giảm xuống còn độ khoảng là 33 đến 34 độ thì chúng ta cũng cảm thấy là dễ chịu hơn nhiều. Còn với khu vực miền Trung thì Hoa Quỳnh sẽ xem dự báo xa một chút các bạn nhé. Với khu vực miền Trung này, ngày mai ngày 12 vẫn tiếp tục nắng nóng nhiệt cao và nắng nóng nhiệt cao sẽ còn duy trì đến ngày 15. Với khu vực miền Trung thì đến khu vực miền Trung thì phải đến thứ ba tuần sau khả năng là mức nhiệt mới giảm. Mức nhiệt mới giảm xuống còn khoảng là 34 độ do là có mưa xuất hiện về đêm và sáng. Đó là những thông tin dự báo xa. Còn với khu vực miền Trung từ nay cho đến cuối tuần thì vẫn sẽ tiếp tục là nắng mạnh nhiệt cao ạ, nắng nóng kéo dài. Bạn Văn Kiên Nguyễn ạ, bạn hỏi thời tiết ở Hải Dương như thế nào? Ở Hải Dương thì cũng sẽ cùng chung cái xu hướng thời tiết nắng nóng như ở miền Bắc bạn nhé. Và ngày mai thì nhiệt độ ở Hải Dương có thể lên tới là 36 độ ạ. Dương Kỳ, thời tiết ở Hà Tĩnh. Vâng ạ, ở Hà Tĩnh thì vẫn chưa có mưa đâu ạ, chưa có dấu hiệu nào báo hiệu là có mưa cả. Và ngày mai thì ở Hà Tĩnh vẫn nắng nóng và với mức nhiệt có thể nói là 39 độ. Đây là cái mức nhiệt mà dự báo là sẽ cao nhất ở miền Trung trong ngày mai. Phạm Trọng ạ, bạn khán giả ở Quảng Ninh, dự báo là thời tiết ở Quảng Ninh đêm nay không mưa và ngày mai trời nắng. Nhưng mà lợi thế ở Quảng Ninh cũng là nằm sát biển cho nên là mức nhiệt sẽ không quá cao. Dự báo là nhiệt độ cao nhất ngày mai tại Quảng Ninh sẽ là 33 độ bạn nhé. Khán giả Nguyễn Trường Anh hay là bạn Phong Nguyễn thì có hỏi thời tiết ở Lạng Sơn. Dự báo là Lạng Sơn thì đêm nay không mưa và ngày mai cũng nắng nóng nhưng mà mức nhiệt ở Lạng Sơn thì không quá cao ạ, chạm ngưỡng nắng nóng là 35 độ bạn nhé. Xin cảm ơn bạn Đức Lợi ạ. Bạn Phong Nguyễn và bạn Nguyễn Trường Oanh không biết là đã nghe được câu trả lời của Hoa Quỳnh chưa? Dự báo là tại Lạng Sơn thì trong đêm nay không mưa và ngày mai trời nắng, nhiệt độ cao nhất tại Lạng Sơn ngày mai sẽ là 35 độ bạn nhé. Bạn Phạm Niêm ạ, bạn có hỏi thời tiết ở Ninh Bình ngày mai như thế nào? Ninh Bình thì dự báo là đêm nay không mưa và ngày mai trời sẽ nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao nhất ngày mai tại Ninh Bình có thể lên tới là 38 độ bạn nhé. Nguyễn Văn Phú Thiện ạ, một bạn khán giả có hỏi là thời tiết ở Đà Nẵng khi nào mà có mưa vậy? Bạn chờ một chút để Hoa Quỳnh có thể xem dự báo xa ở thành phố Đà Nẵng. Ở thành phố Đà Nẵng thì dự báo là phải đến thứ ba tuần sau thì khả năng là những cơn mưa mới có thể là xuất hiện về chiều tối muộn bạn nhé. Khi đó thì không khí sẽ có phần dịu bớt. Còn trong 6 ngày tới ạ, trong từ nay cho đến ngày thứ 2 của tuần sau thì vẫn chưa có dấu hiệu của mưa và trời vẫn nắng mạnh nhiệt cao. Nhiệt độ cao nhất tại Đà Nẵng trong những ngày tới trong khoảng là 36 độ bạn nhé. Bạn Quyên CT có hỏi là thời tiết ở thủ đô Hà Nội tối nay có mưa không? Vâng, dự báo là với thủ đô Hà Nội thì khả năng là tối nay sẽ xuất hiện những cái cơn mưa rào như là 1-2 ngày vừa rồi. Hoa Quỳnh thấy là Hà Nội cũng có mưa.
và mưa sẽ có thể lặp lại trong tối nay đấy ạ. Nhưng mà sau đó thì trời lại oi nóng và sang đến ngày mai thì nhiệt độ sẽ lên ở mức cao. Nhiệt độ cao nhất ngày mai tại thủ đô Hà Nội sẽ có thể là 37 độ. Khán giả Đức Lợi hỏi thời tiết ở Ninh Bình ạ. Ninh Bình thì Hoa Như Hoa Quỳnh đã dự báo là trong đêm nay không mưa và ngày mai trời vẫn nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày mai tại Ninh Bình sẽ là 38 độ bạn nhé. Thúy Thơ có hỏi là Hà Tĩnh lúc nào mới có mưa. Dự báo là ở khu vực Hà Tĩnh cũng như là miền Trung sẽ tiếp tục nắng nóng, nhiệt cao trong cả 7 ngày tới. Và phải đến ngày thứ 3 của tuần sau thì mưa mới có thể xuất hiện một chút về đêm và sáng sớm, cho nên là không khí có phần dịu bớt bạn nhé. Bạn Trần Tiến hỏi thời tiết ở Phú Thọ ngày mai như thế nào ạ? Ở Phú Thọ thì dự báo là ngày mai trời cũng sẽ vẫn tiếp tục cái cùng chung xu hướng ở miền Bắc, đó là nắng nóng bạn nhé. Và nhiệt độ cao nhất ngày mai tại Phú Thọ sẽ là 36 độ. Hoa Hướng Dương Vân, một bạn khán giả ở Thái Nguyên. Ở Thái Nguyên thì ngày mai cũng tiếp tục là nắng mạnh, nhiệt cao với mức nhiệt là 37 độ bạn nhé. Chưa có dấu hiệu của mưa đâu ạ. Hà Trọng Dũng, một bạn khán giả ở Hà Giang. Hà Giang thì dự báo là trong đêm nay thì vẫn chưa có mưa và ngày mai thì trời nắng bạn nhé. Hà Giang thì nhiệt độ cao nhất ngày mai là 36 độ, cũng ở cái ngưỡng nắng nóng đấy ạ. Bây giờ Hoa Quỳnh sẽ gửi tóm tắt lại những cái thông tin thời tiết đáng chú ý trong ngày mai một chút để có thể là những cái bạn mà chưa nghe thấy câu trả lời của Hoa Quỳnh thì có thể nắm được những cái thông tin thời tiết để chủ động lịch trình cho mình trong ngày mai nhé. Đối với khu vực miền Bắc và miền Trung thì dự báo là ngày mai vẫn tiếp tục nắng nóng và nhiệt cao. Miền Bắc thì nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng là từ 35 đến 38 độ. Còn với khu vực miền Trung từ Thanh Hóa trở xuống đến Phú Yên, ngày mai cũng tiếp tục nắng nóng và nóng nhất sẽ là nóng nhất ngày mai ở khu vực miền Trung sẽ là Hà Tĩnh và Đông Hà các bạn nhé. Nhiệt độ có thể lên tới là 39 độ ạ. Còn các nơi khác thì nhiệt độ phổ biến trong khoảng là 36 đến 38 độ. Đó là những cái thông tin thời tiết ở khu vực miền Bắc và miền Trung. Sang đến tuần sau, khả năng là phải từ thứ ba tuần sau thì nắng nóng ở khu vực miền Trung mới có thể giảm bớt, do là có xuất hiện những cái cơn mưa về tối muộn và đêm. Còn với khu vực miền Bắc thì ít cũng phải sẽ nắng nóng tiếp tục trong khoảng 2 đến 3 ngày tới nhé các bạn nhé. Sau đó thì sẽ xuất hiện mưa và miền Bắc trong tuần sau thì cũng có thể là mưa nhiều, mưa sẽ làm không khí dịu bớt đấy ạ. Còn khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì sẽ tiếp tục đang trong mùa mưa, cho nên là chúng ta sẽ cảm thấy là khá là dễ chịu khi mà ban ngày thì trời nắng nhưng mà không quá nóng. Còn chiều tối thì sẽ xuất hiện mưa dông. Đó là những cái thông tin thời tiết dự báo cho ngày mai cũng như là cho những ngày tiếp theo. Bây giờ thì thời lượng livestream đã kết thúc rồi. Hoa Quỳnh xin gửi lời chào tới các bạn và chúc các bạn một buổi tối thật là nhiều niềm vui.